Mày còn dám giác mặt tới đây nữa hả? Mày muốn cái gì? Đem tất cả đồ đạc của mày biến ra khỏi đây. Cũng được thôi, nhưng mà nếu tôi ngủ ở ngoài đầu đường xó chợ thì cảnh binh sẽ bắt tôi vô bốt. Lúc đó cảnh binh sẽ hỏi tôi tại sao mày ngủ ở đầu đường xó chợ. Tôi sẽ khai là tôi tình cờ thấy một án mạng xảy ra, cho nên tôi sợ quá, tôi phải trốn tránh. Tôi sợ hung thủ sẽ giết người diệt khẩu, rồi cảnh binh sẽ hỏi tôi tiếp về án mạng đó. Tôi sợ là tôi sẽ khai ra hung thủ là ai. Tôi đã có viết một lá thư với nhà chức trách gửi cho một người bạn. Nếu như tôi có chuyện gì xảy ra, hoặc là tôi chết đi, thì chắc chắn lá thư đó sẽ được chuyển đến nơi cần đến. À, quên nữa, ông chuẩn bị cho tôi một vạn đồng tiền Đông Dương, khi nào cần tôi sẽ lấy. Mẹ kiếp, vậy là tôi biết tất cả những chuyện mình đã làm với tên Sáu rồi. Nếu như nó còn tồn tại thì mình sẽ chết. Chuyện ai là cha của tôi, má đừng có nói với tôi là má không biết. Con nói gì má không hiểu vậy? Chồng má không phải là cha ruột của con, vậy là ai? Từ khi má có thai và sanh tôi ra, trong cái nhà này ngoài cha tôi và ông Tứ còn ai nữa không má? Thì có ông bà nội con nè, rồi mấy đứa người làm. Người làm lúc đó là nam hay nữ? Cả nam cả nữ luôn. Sau khi má có thai tôi, trong đám người làm đó có ai đã bỏ đi má? Làm sao bỏ đi được con? Ông nội con có cháu đích tôn, ông mừng lắm, thưởng cho gia nhân hậu hĩnh, đãi tiệc 3 ngày 3 đêm luôn. Sau đó ông nội con giao hết toàn bộ tài sản cho cha con, để cha con kế thừa sự nghiệp của ông nội. Nhưng mà... Nhưng mà sao hả má? Đáng lý ra cha con phải vui lắm ha. Nhưng mà không biết sao ông lại buồn rầu, không có tha thiết về chuyện làm ăn. Má nhắc lại cho tôi nghe một lần nữa, từ hồi má có thai tôi, không có ai bỏ đi khỏi căn nhà này đúng không má? Nhưng mà nhớ gì nè, có một hai người gì đó họ nghĩ là gì á, họ cũng đủ vốn nên về quê buôn bán làm ăn, còn lại vài người thì vẫn còn ở đây, cũng giống như chú Tứ vậy đó. Thì ra là ông ta. Con nói ông ta nào? Cha ruột của tôi chứ ai. Con nói cái gì vậy? Mà con biết cái thứ thuốc mà nhất dạ sinh quý tử chỉ là chuyện bị đặt thôi, nó chỉ là một liều thuốc ngủ. Má ăn ở với người đàn ông khác mà má không biết là sao hả má? Trời ơi, làm gì có cái chuyện đó chứ. Không thể có cái chuyện đó được. Nhưng mà cha con làm như vậy để làm cái gì? Để có thằng con trai nói giỏi tông đường, để có thể hưởng được toàn bộ gia sản của bà nội nè má hiểu không? Thì ra cái đêm mà má ngủ ly bì tới sáng là cha con. Trời ơi, chuyện này là thật sao? Má đừng có kêu trời. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Dạ, cậu hai muốn tự tử. Thiệt không? Dạ, chuyện lớn vậy sao con dám nói dối? Bà biết chưa? Dạ, con không dám nói bà biết. Được rồi, đi. Dạ. Ông Tứ. Trời ơi, con. Con ơi, tại sao lại làm như vậy hả con? Tí ơi, tí ơi, tí. Dạ dạ dạ, con đây. Bây giờ phải làm sao hả tí? Dạ dạ dạ, giờ làm sao ông Tứ? Mày kêu xe chở con hai tới nhà thương gấp. Dạ dạ. Nhanh lên. Dạ. Trời ơi, Phương ơi, con trai của cha. Xem ra ông cũng nặng tình với tôi quá chứ. Vậy ra cậu hai không có sao hả? Công nhận
Máu gà mà cũng y như máu thiệt vậy. Tất nhiên là tôi không sao rồi. Tôi phải vô trong nhà làm việc. Tôi phải cộng sổ sách cho bà chủ nữa. Ông làm gì cả đời mà không chán hay sao? Hơn nữa, má tôi có việc gì mà phải làm sổ sách chứ? Từ nay mọi việc chi tiêu trong nhà tôi quản hết, tôi quyết định hết. Tôi á thì tôi luôn thắc mắc, tôi thấy ông á chỉ là người làm trong nhà thôi, mà sao ông lại quan tâm tới tôi, quan tâm tới việc làm của tôi? Ban đầu tôi cứ nghĩ ông là đầy tớ trong nhà, vậy tại sao ông lại lạm quyền tới như vậy? Bây giờ thì tôi đã hiểu, ông ngoài việc làm đầy tớ trong gia đình của tôi, người ăn kẻ ở trong gia đình tôi, còn kiêm luôn việc duy trì nòi giống cho dòng họ của tôi. Cha tôi đã cho ông cái gì? Cha tôi đã cho ông quyền lợi gì để ông làm chuyện nhẫn tâm như vậy? Chú Tứ, tôi xin chú, chú ráng giúp tôi thêm lần này đi, nhất định tôi không quên ơn của chú đâu. Không được, không được, như vậy là tội ác đó. Tôi biết, nếu chú đồng ý giúp tôi thì chú sẽ can tội bất nhân bất nghĩa. Nhưng mà bất nhân bất nghĩa còn đỡ hơn tội bất hiếu. Bây giờ tôi không có con nói giỏi tông đường thì tôi sẽ can tội bất hiếu, chú hiểu không? Nhưng ông chủ, có thể chữa chạy được mà. Với lại thuốc thang bây giờ cũng tiến bộ rồi. Tôi đã tìm đủ mọi cách, từ những bài thuốc dân gian cho đến những thầy lang có tiếng, nhưng mà đều vô vọng. Nhưng ông chủ cũng đã có bài thuốc nhất dạ sinh quý tử rồi mà. Dụi trá, làm gì có bài thuốc đó. Mà thuốc ngủ thì có, chỉ cần vợ tôi ngủ say vậy là xong. Không được, không được, tôi không thể làm chuyện này đâu ông chủ à. Chú Tư, chú đồng ý giúp tôi đi, tôi năn nỉ chú. Bây giờ tôi đã xa vào con đường nghiện ngập rồi, ông còn chủ, tài sản của cha tôi cũng phá hết phân nữa. Chú ra giúp tôi đi, tôi phải có con nói giỏi, chứ nếu không tôi cũng chẳng biết sống để làm cái gì nữa. Đừng có cản tôi, để tôi chết đi. Ông làm gì vậy? Không được, tôi sống ngày nào nhục nhã ngày đó. Thôi, được rồi, tôi sẽ giúp ông. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Cha.